nhanh luôn đây. Không về được. Thường thường mấy đứa một nhiều á là anh đi đúng cái chủ ngày nhật này tại vì anh rảnh á. mà lại đi cái giờ Còn cao điểm không ạ? Sơ được xíu bà na làm lâu nữa chứ. Nữa hả? Phải cho một, phải cho cái người vô trước, cho lên nào trước để biết sắp xếp. À, không, 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 mẹ con bé đang buồn hả chị? không không mẹ con bé, mẹ con bé đang buồn nãy. Nghe mừng Ngày đi hỏi dắt con đi làm dữ nè. Cái chủ bà nhật bán á. hàng á, bà dắt con ra ngoài thấy quá trời người dắt con đi luôn. Mẹ kèm con nhiều sao, nhỏ 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 không. Hay để bộ ghế ngồi sofa cũng đỡ cho không ngủ thấy thở thâu. Ngọc thở luôn. Bé này ở gần đây không bé? Dạ không. Xa Dạ. nhưng mà đâu Chỗ trường đại học sư phạm. phạm là nó nằm Trong đâu Bảo ta? Thắng đó gọi luôn. Chù chà tạo gì xe Xà lát. Bé xây rồi. tưởng mà ở gần xin xin đi Đi cái đường kia thì nhắn mặt qua cũng nhanh hơn. mà em xin đi nặng mụn đi bé ơi chứ nhiều quá. Em rảnh được thứ bảy chủ nhật thôi. Dạ. Bà bên đây chủ nhật đồ mà lon đâu dám uống cà phê đâu cà lê. Có một đó. Cuối tuần rồi là không, có uống. Không, bên đây không dám uống luôn rồi chứ. Uống mà về một cách nhiều quá, nó chặt chóng mặt luôn. Không phải, rung tay, không nặng được. Rung tay với mình xoay xe cho nó. Nặng quay không được nè. Đã rút kinh nghiệm. Bà yên xong rồi. Tháo cái mặt nó luôn rồi. Tháo mặt nó luôn đây. Tháo mặt nó luôn về. Người mà vô trước lần trước. À mới vô trước nè. Anh nói xong nó bé nó chịu xanh. Bé này không biết có đắp mặt không nè. Bé xí có em ở nhà dùng cái đó hả em? Dạ. Em ở nhà em dùng gì đó? Chưa vẫn dùng đó hả? Dạ không rồi. Ngưng à, dùng kem trị chưa? Ý là mình để xong ăn kem á. Đúng rồi, mặt này phải dùng kem mới hết. Cái hồi trước em đã dùng kem bên chị lần mua chưa? Dạ, có. À, hồi trước kia nữa đúng không? Dùng rồi đúng không? Em có dùng lúc nào còn ở chỗ liên lý á. Ừ. Lúc nãy dùng là mụn đỡ đúng không em? Dạ. Hết thầm là chị hết đỏ mặt nhau. Chứ đang ai bà đi dùng cái này đi. Cái mà khó khó có dùng quá mình nên ta nói thiệt á. Mà khi mà lỗ lông mồm có mụn luôn. Mà lo nặng nhanh lắm rồi. Nặng như ba ấy. Chứ trừ ra trừ nhiều quá mà. Ngày bình thường bé có rảnh không? Sáng giờ không chơi được. Dịp thứ hai cái đồ vậy đó. Để buổi sáng chứ mấy. Buổi sáng à? Buổi sáng em đừng có đi chủ nhật thứ bảy lần đông. Đi ví dụ được thì em đi thứ hai đi. Thứ hai đồ buổi sáng
hoặc là thứ ba. Vậy alo, Loan đang có khách không? Em qua tận mũi chị Loan. ừ hơi đông em ơi, chắc là chiều được À thôi để không? chiều thôi, để mai hẹn được Phương đi với thứ hai luôn vậy. Rồi, ok. Ok chị. Ok. Chị muốn kem dùng là bôi. Anh đó, Đúng anh là bôi buổi đó, anh sáng đó, luôn anh vậy. đó còn cứu đen không à? Em nói sao em? Ừ. Kem á, là sao? Bôi của túi hay là bôi sát rồi. Sáng tối luôn em. Mới thì em bôi rất, còn sau nếu hết rồi thì em bôi ngày lần thôi. Mụn cục bé máu vậy quá. Chỗ này tự nhiên nó chảy sẽ. Mấy cái mặt anh chị hàng quay mấy cái nè. Dưới này là lè. Còn lắm này đang đi tìm hả? Ừ. Liếc được. Giờ đang nhìn cho anh đi thì các bạn có mụn nhiều không á? Bà nhiều chuyện. Mụn năm năm xuống. nhỏ nhỏ. Mấy phút rồi cái này? Hay sao? Lấy một 7 cái phút. mặt đi. Còn 3 nữa. Cái này xong cái này, cái này rửa mặt này, để sau rửa mặt này. Rửa mặt đó hả? Rửa mặt đó. Rửa mặt chứ, gỡ mồm mà em vừa mới đắp xong rồi. Rửa xong là gỡ là vừa đẹp, xong cái mà lon xong rồi chạy vào làm cho nhanh kịp khách, tính trong đầu hết chứ phải tính. Mụn nhỏ tìm chỗ món to to nè. Bé này lỗ lông còn có xíu xíu. Bé dùng kem đi, cái thứ hai làm sao em xuống nặng thì thứ hai thứ ba gì được không? Tại vì mụn em nhiều á, đi cái đứa cho nó chị nặng được lâu á, chưa chừng đông quá mà chị nặng em lâu lét thì chờ tạo hợp nặng vừa thôi, nặng nặng những cục nào đáng nặng thôi em hiểu. Nhiều quá, nhiều một nhiều quá. Nhiều mà kiểu chút 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 nữa kìa. Bị chảy máu này. Cái mũi xíu là xong.